sáu nhân một người không bác? Đó. Ê, cô chú anh chị là cà chua rẻ quá, hầu hết cho cá ăn. Đâu phải nói là mắc mà vẫn nuôi cho cá ăn nó hoành tráng chứ, mà bị nói bị cá thả thấp giá quá thì đúng rẻ là cho cá là đúng rồi. Không, nhà dòng đi mua cho nó hoành tráng. Cô chú nhìn đây, bao nhiêu rau, bao nhiêu cà chua. Bao nhiêu này ở đây? Đấy. Bây giờ cái dày ấy. Khi nào cầm sạc cái kéo này chứ. Cả này. Bây giờ cả không. Thấy được. Cà chua mắc rồi bán cá nó giá cao. Bao nhiêu rau, bao nhiêu cà chua. Ở cái thầy bán cà giá cao thế. Nó cho nó ăn bằng cái là đồ ăn ngon. Giá mắc không? Còn rau sạch không? Rau sạch. Cho sâu sâu cũng chết mà. Thổ trưởng. Đó. Làm nó chơi làm mất đi kìa, đóng nó đi chơi bắt làm dáng đây cô chú anh chị đấy, có mấy quả cà chua mà làm dáng từ nãy giờ cào quá em về, càng quay cào càng lâu. Ừ, kêu lắm ta nghe. Ừ, kêu có mấy quả cà chua rồi mà cào ngồi. Ôi xe có mỗi cái xe tải từ nãy giờ làm mỗi có 15 phút mà cào không được. Có mấy chục quả cà chua thôi. Mấy chục quả cà chua. Cái xe tải này mà một clip nó phải đủ giờ của nó chứ. Cái xe tải đó chở cà chua xuống mà